bước lên khu tưởng niệm rất là đẹp. Đây có thể là cái nghĩa trang mà đẹp nhất về đêm ở Việt Nam luôn, hứa và nhử với bạn luôn. Đây nghĩa trang nên chắc là những các anh hùng mà nằm xuống chắc ganh tị luôn. Rất là đẹp các bạn, những nghĩa trang mà đẹp như vậy luôn. Mình quay cho bạn coi nha. Đây khu đài tưởng niệm sau lưng mình rất là lớn, tưởng niệm ngang khói nghi ngút, thấy không đó. Bây giờ hiện tại mình đang ở là 11 giờ rồi, 11 giờ khuya rồi mà người hành hương ngang nghi ngút vậy nè, đông lắm, lửa cháy. Mình tiến vào khu tưởng niệm. Chỉ cái đài thôi. Người sau lưng mong mình. Thấy không? Nhanh nhanh trái sáng cho một vùng luôn, ai cũng rất là tôn nghiêm.